Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình đánh giá xe của Tipcar. Quý vị cũng đã biết rằng trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải đứng trước những lựa chọn vô cùng khó khăn khiến chúng ta băn khoăn. Và ngày hôm nay chúng tôi thực hiện chương trình này cũng bởi vì chúng tôi bị đặt vào một tình thế vô cùng khó xử. Đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay đó là chiếc xe rẻ nhất của thương hiệu Mercedes tại Việt Nam, C180 năm 2020. Hiện tại chiếc xe này đang được bán trên thị trường với mức giá là 1 tỷ 399 triệu đồng. Có nghĩa là chỉ đắt hơn so với các mẫu xe hạng D phổ thông, ví dụ như là Mazda 6, Honda Accord hay là Toyota Camry. C-Class của Mercedes không cùng phân khúc với Honda Accord, Mazda 6 hay Toyota Camry. Chính vì vậy mà việc so sánh sẽ vô cùng khập khiễng. Tuy nhiên, chúng tôi phải thực hiện chương trình này bởi vì đơn giản là chúng tôi cần phải giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị, của bạn bè trong thời gian qua. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ ra khoảng 1 tỷ 200 triệu đồng để mua Honda Accord, Mazda 6 hay là Toyota Camry, hay là thêm một chút nữa để mua chiếc xe cỡ nhỏ này. Và chiếc xe này có những ưu và nhược điểm gì so với các dòng xe hạng D của Nhật? Mời quý vị cùng chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết trong chương trình ngày hôm nay. Nói về phong cách thiết kế thì các hãng xe châu Âu luôn có một cái sự đặc trưng, bản sắc riêng và không bao giờ bị trộn lẫn. Có hãng thì thiên về thể thao, có hãng thì thiên về tinh tế và sang trọng, có hãng thì lại thiên về cổ điển. Trong khi các hãng xe Nhật thì sao? Chúng ta đôi khi không thể biết được điểm nhấn về mặt thiết kế của họ là gì. Riêng về điểm này thì Mercedes cũng là một trong những cái tên hàng đầu được đánh giá cao về mặt thiết kế. Về kích thước tổng thể, C180 dài hơn 4,6m, có nghĩa là ngắn hơn khá nhiều so với các dòng xe phổ thông hạng D và tương đương với các dòng xe hạng C, ví dụ như là Corolla Altis, Honda Civic hay là Kia Cerato. Là một chiếc xe rẻ nhất của Mercedes, chính vì vậy mà ngoại thất của C180 cũng được trang bị một số những công nghệ hết sức phổ dụng, ví dụ như là đèn chiếu sáng công nghệ LED, thiết kế đa khoang, cường độ cao. Tiếp đó là gương chiếu hậu, chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và đèn hậu cũng hoàn toàn công nghệ LED. Bên dưới capo là một động cơ 1.5 lít turbo và công suất đạt tới gần 160 mã lực, vẫn thấp hơn so với công suất của động cơ 1.5 lít của Honda. Nhưng mô men xoắn của động cơ này đạt tới 250 Nm, một con số vô cùng ấn tượng. Và ấn tượng hơn nữa là con số này đạt được ở số vòng tua rất thấp, quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi chúng ta vừa mới mớm ga nhẹ là đã đạt sức kéo tốt nhất rồi. Đi cùng với động cơ này là một hộp số tự động 9 cấp G-Tronic dẫn động cầu sau. Và đây chính là điểm khác biệt giữa xe sang và xe phổ thông. Mặc dù C180 chỉ là một chiếc xe cỡ nhỏ nhưng cũng được trang bị hệ thống treo trước kiểu xương đòn kép. Loại hệ thống treo này có đặc điểm là có chi phí sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa cao hơn rất nhiều so với hệ thống treo trước kiểu MacPherson, ví dụ như Toyota Camry hay là Mazda 6 hay là Honda Accord thế hệ mới. Còn thế hệ trước của Honda Accord thì lại sử dụng hệ thống treo trước kiểu xương đòn kép như thế này. Nhưng hệ thống treo này cũng có một ưu điểm rất tốt, rất lớn, đó chính là tối ưu độ bám khi ôm cua. Ngoài ra, chiếc xe này được trang bị lốp Bridgestone kích cỡ là 225/50 R17. Nhưng ở đây có một cái ký hiệu đặc biệt RFT, có nghĩa là Run Flat Tire. Điều này có nghĩa là bộ lốp này cho phép xe vẫn có thể di chuyển với tốc độ lên tới 80 cây số một giờ ngay cả khi nổ lốp hoặc là hết hơi. Đồng nghĩa với việc là ngay cả khi đang di chuyển trên đường mà phát hiện thấy là xe bị hết hơi hoặc là nổ lốp thì người sử dụng xe vẫn có thể cho xe di chuyển tiếp mà không cần phải dừng lại để thao tác giữa đường. Nhìn từ góc này, quý vị có thể thấy ghế lái được bố trí ở vị trí chính giữa so với trục trước và trục sau. Và đây chính là kiểu bố trí quen thuộc của rất nhiều dòng xe sang của châu Âu. Và cách bố trí này cũng xuất hiện ở trên các dòng xe của VinFast của Việt Nam. Kiểu bố trí này sẽ giúp cho người lái và người ngồi ở hàng ghế trước luôn có cảm giác thoải mái nhất trong mọi điều kiện vận hành. Tuy nhiên, kiểu bố trí này cũng có một nhược điểm, đó là sẽ làm cho hàng ghế sau bị hạn chế về không gian. Khoang xe mang đậm phong cách thiết kế của Mercedes trong dăm năm qua. Điển hình là cụm cửa gió điều hòa, thiết kế kiểu tô bin có viền nhôm xung quanh. Toàn bộ chất liệu từ ghế, táp lô đến táp bi cửa đều là chất liệu da. Và điểm xuyết vào đó là những cái chi tiết trang trí bằng nhôm, tạo cảm giác rất nổi bật và rất thể thao. Cả ghế lái và ghế hành khách ở phía trước đều chỉnh điện tới 12 hướng và có cả cái hệ thống điều chỉnh độ phồng lưng ghế, tạo cảm giác rất thoải mái. Vô lăng bọc da tích hợp rất nhiều chức năng, trong đó có cả lẫy chuyển số thể thao. Bên trái thì có hệ thống điều khiển tốc độ tự động và giới hạn tốc độ. Và ở trên này có cả một cái nút bấm cảm ứng kiểm soát các chức năng menu. Và bên phải là hệ thống các nút bấm và bàn cảm ứng điều khiển âm lượng, đàm thoại rảnh tay và rất nhiều những cái chức năng của hệ thống giải trí. Cần số theo truyền thống của Mercedes cũng được bố trí trên vô lăng. Chính vì vậy mà toàn bộ khu vực điều khiển trung tâm trông rất thoáng đãng. Ngoài ra thì cái khu vực điều khiển trung tâm được sơn màu đen bóng kiểu piano với những cái viền nhôm rất là mảnh, càng tạo cái sự tinh tế. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng có thiết kế kiểu dạng phím bấm, rất dễ thao tác.
Trung tâm Tableau là màn hình giải trí 7 inch và màn hình này có đầy đủ các chức năng, trong đó có cả kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Và để điều khiển cái màn hình giải trí này thì có rất nhiều cách, ví dụ như là bảng điều khiển ở trên vô lăng, hoặc là cái núm xoay ở đây, hoặc là cái bàn cảm ứng ở đây, rất tiện lợi cho cả người lái và hành khách phía trước. Vị trí này là hộc chứa đồ có nắp đậy, bên trong có cổng sạc 12V. Ở đây là hệ thống điều khiển các chế độ hoạt động của xe, bao gồm có 5 chế độ hoạt động tất cả, đó là Eco, Comfort, Sport, Sport Plus và Individual. Và đây là nút bấm tạm ngắt động cơ khi mà dừng xe. Động cơ sẽ hoạt động trở lại khi mà chúng ta ấn chân vào chân ga. Hộc tì tay rất tiện lợi. Và bên trong có cả khe cắm thẻ nhớ và các cổng sạc USB. Cả ghế lái và ghế phụ đều có thể điều chỉnh cơ cấu đỡ đùi như thế này. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng trang bị cho người ngồi ở phía trước trên C180 cũng không có gì đặc biệt hay là không có gì nổi trội so với các dòng xe phổ thông hạng D, thậm chí so với một số dòng xe hiện đại và mới nhất, ví dụ như là Mazda 6 2020 chẳng hạn, thì trang bị của chiếc xe này thậm chí là còn khiêm tốn hơn. Về trang bị an toàn thì các thương hiệu xe sang luôn có một truyền thống là đáp ứng vượt sự mong đợi so với yêu cầu của người tiêu dùng. Và chiếc xe rẻ nhất này của Mercedes cũng vậy, nó có đầy đủ tất cả những cái trang bị an toàn tiên tiến nhất, hiện đại nhất trong cái phân khúc này. Quý vị có thể nhìn thấy danh sách trên màn hình, không thiếu bất cứ một cái thứ gì trong cái phân khúc này. Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý là mặc dù đây là cái phiên bản rẻ nhất, tức là C80 là phiên bản rẻ nhất, nhưng trang bị an toàn gần như là không hề thua kém so với những cái phiên bản đầy đủ hơn, ví dụ như là C200 Exclusive hay là C300 AMG. Các thương hiệu xe sang luôn chiều lòng, rất chiều lòng khách hàng, dù là những khách hàng mà bỏ số tiền ít nhất. Và điều này cũng cho thấy rằng C180 giống như là cô con gái út giản dị trong một gia đình quý tộc truyền thống vậy. Tức là son phấn thì có thể ít, nhưng mà khí chất thì nhất định là không chịu thua bạn kém em. Do tối ưu không gian ở hàng ghế trước, chính vì vậy mà độ rộng ở hàng ghế thứ hai chỉ ở mức trung bình, quý vị có thể nhìn thấy. Các tiện ích ở hàng ghế thứ hai có hai cổng sạc USB và một cổng sạc 12V, có hai cửa gió điều hòa riêng và các hộc chứa đồ đủ dùng. Và vì là chiếc xe dẫn động cầu sau nên C180 cũng có cái ụ này, rất cao và rất vướng víu cho người ngồi ở giữa. Và đây cũng là điểm khác biệt so với các dòng xe dẫn động cầu trước. Và ghế phụ ở giữa khi không sử dụng thì chúng ta có thể gập xuống. Từ đây chúng ta có thể lấy đồ ở trong khoang hành lý, hoặc là để xếp những hành lý dài cồng kềnh từ ở phía sau kéo dài lên phía trước. Như vậy có thể thấy hàng ghế sau trên C180 thua xa cả về độ rộng lẫn tiện nghi so với một số dòng xe hạng D, ví dụ như là Toyota Camry chẳng hạn. Khoang chứa đồ tiêu chuẩn của C180 rất rộng, với độ sâu lên tới hơn 1 mét. Ngoài ra, do chiếc xe này không có lốp dự phòng, chính vì vậy mà ở dưới này có một khoang chứa đồ phụ rất lớn. Ở dưới này chúng ta có thể chứa được rất nhiều đồ lặt vặt khác mà chúng ta rất ít khi dùng tới. Tiếp đó, để tối ưu không gian chứa đồ thì hàng ghế sau có thể gập xuống bằng một thao tác rất đơn giản. Đó. Ngay khi cầm lái C180 thì cảm nhận đầu tiên đó là vô lăng nặng hơn một chút so với các dòng xe hạng D. Dĩ nhiên rồi thì là các dòng xe hạng C như thế này thì thường là thiết kế dành cho người lái, đặc biệt là những người ham mê cảm giác lái thể thao. Chính vì vậy mà vô lăng luôn nặng hơn một chút xíu, chỉ một chút xíu so với các dòng xe hạng D. Ngoài ra, số vòng quay vô lăng từ khóa trái sang khóa phải chỉ khoảng 2,25 vòng. Chính vì vậy mà ngay cả trong điều kiện di chuyển trong thành phố với rất nhiều khúc cua, khúc rẽ thì vẫn tạo cho người lái cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Xét về độ trơn tru và độ nhạy của vô lăng thì thực sự là không thể chê gì ở hệ thống lái này. Có thể nói rằng hệ thống lái của Mercedes cũng là một trong những hệ thống lái mà tạo cảm xúc cho người cầm lái. Tiếp đó là đến độ ồn hay là khả năng cách âm. Thì khả năng cách âm thân vỏ hay là khả năng cách âm từ khoang động cơ thực sự rất tuyệt vời. Khi mà di chuyển ở tốc độ thấp, gần như là không có bất cứ một âm thanh gì từ thân vỏ hay là từ khoang máy. Tuy nhiên khi mà di chuyển trên xa lộ thì câu chuyện lại bắt đầu khác một chút. Ở tốc độ 100 km/h thì thiết bị đo chuyên dùng của chúng tôi cho chỉ số độ ồn chỉ ở mức trung bình khá. Quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình. Thực sự đây là một cái chỉ số mà chúng tôi không nghĩ rằng một chiếc xe Mercedes lại có một cái độ ồn nó lại ở mức độ như vậy. Chúng tôi nghĩ rằng một phần nguyên nhân là do vì lốp run flat. Lốp run flat có cái ưu điểm là giúp chúng ta cảm thấy thoải mái khi mà bị nổ lốp hay là bị hết hơi. Tuy nhiên nó cũng có cái nhược điểm là nó sẽ hơi cứng hơn so với các loại lốp thông thường. Mà khi mà lốp cứng hơn thì nó sẽ tạo cái tiếng rội từ dưới gầm vọng lên lớn hơn.
Và dĩ nhiên điều này chúng ta buộc phải chấp nhận. Còn nếu như chúng ta muốn cải thiện khả năng cách âm từ gầm xe, từ lốp xe thì chúng ta sẽ nên chuyển sang các loại lốp thông thường, nên sẽ có độ mềm mại hơn và cách âm tốt hơn. Tiếp đó là đến vận hành của động cơ và hộp số. Mặc dù đây là một động cơ 1.5 lít nhưng theo công bố của nhà sản xuất thì động cơ này cho khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h một giờ trong khoảng 8-16 giây. Và đó thực sự là một con số vô cùng ấn tượng với một động cơ 1.5. Và trong quá trình di chuyển trên đường thì chúng tôi nhận thấy là trong điều kiện di chuyển trong thành phố ở tốc độ thấp thì cái sức mạnh chỉ ở mức độ vừa phải. Và dĩ nhiên là khi mà di chuyển trong thành phố thì chúng ta không nhất thiết đòi hỏi một động cơ mạnh mẽ và với một công suất quá lớn để làm gì. Bởi vì cái mục tiêu ban đầu hay là cái mục tiêu lớn nhất khi mà chúng ta di chuyển trong thành phố đó là tiêu hao nhiên liệu phải tốt. Nhưng khi mà di chuyển trên xa lộ thì thực sự chiếc xe này cho những cái cú tăng tốc rất tốt. Ngay cả khi mà chúng ta thúc ép thì hộp số hoạt động rất mượt mà, rất trơn tru, rất ngọt ngào. Phải nói là chúng tôi đánh giá cực kỳ cao hộp số tự động 9 cấp trên chiếc xe này. Và trong những cái pha vượt tốc thì rất dứt khoát và rất mạnh mẽ. Chính vì vậy mà khi di chuyển ở tốc độ cao thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị sẽ phải ngạc nhiên vì động cơ 1.5, chỉ 1.5 lít nhưng sức mạnh của nó thì thực sự bất ngờ. Một khía cạnh khác mà chúng tôi cũng muốn đề cao trên chiếc xe này đó chính là hệ thống treo. Ngay cả khi mà chúng ta di chuyển ở tốc độ cao trên những cái đoạn đường mà có mấp mô, thân xe cân bằng rất tốt và đặc biệt là trong những cái pha ôm cua, thực sự là cảm giác rất bất ngờ, rất ấn tượng chắc chắn. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống treo bị ảnh hưởng một phần. Lý do là bộ lốp này là bộ lốp run flat, nó hơi cứng một chút so với lốp thông thường. Chính vì vậy mà khi đi qua các gờ giảm tốc hay đi qua các ổ gà thì cảm giác nó không được mềm mại cho lắm. Và ở khía cạnh này thì chúng tôi nghĩ rằng các dòng xe hạng D, ví dụ như là Toyota Camry hay là Mazda 6 hay là Honda Accord thì đều tạo cảm giác mềm mại hơn và dễ chịu hơn khi đi qua những cái chướng ngại vật như là ổ gà hay là gờ giảm tốc. Và bây giờ xin được trở lại với câu hỏi đầu tiên của chương trình là với mức giá hơn 1 tỷ đồng, chúng ta sẽ mua Mazda 6, Honda Accord hay Toyota Camry hay là sẽ thêm một chút nữa để mua chiếc xe C180 này? Không biết quan điểm của quý vị thì sao, nhưng cá nhân tôi thì câu trả lời sẽ là không đánh đổi. Có thể suy nghĩ của tôi đã già và sẽ khác so với những người mà đam mê thương hiệu, đam mê cái giá trị của một thương hiệu cao cấp hay là sự hoàn hảo. Và chúng tôi rất muốn được lắng nghe ý kiến của quý vị bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tipcar TV. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh và rung chuông để không bỏ lỡ bất cứ video mới nào của chúng tôi trong tương lai. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.